chào các bạn, chào lại kênh mình nha. Nên mình xào xào mực sa tế, một con tàu mực sa tế, mực quê sa tế. Cái củ hành với tỏi rồi gừng. Đổ dầu vô miếng nha. Rồi hơi nóng nóng đi, rồi mình sắc củ củ hành. Nó tỏi bao giờ các bạn. Bạn lọc vỏ cũng được nè, không lọc vỏ cũng được. Thôi, để dừng vô miếng nha. Sau đó cộng đều lên nghe thơm. Bỏ đầu mực chưa nha các bạn. Mực gì nha bạn ơi. Đưa ra mình được những lửa nhỏ xuống. Rồi, bỏ sa tế nha. Vô nêm nếm nha các bạn ơi. Không muốn đường cái cà phê rồi, sau đó mình bỏ bột ngọt vô, thơm muỗng bột ngọt. Rồi chút xíu muối. Tiêu. Đó phải bỏ vô miếng cà ghi cho. Cà ghi vô cho nó thơm. Cho thêm miếng nước rồi. Rồi nha. Dạ, hạ tu nó cho xuống nước. Thôi không cạn đi bộ á. Cái này lì á. Dạ, thế tay nó nhỏ nước nha. Ừ, dẹp bố. Ơi. Này là cái gì vậy? Dạ, dạ, dạ. Chọn điều đi nha. Ôi. Kính nha các bạn. Mời các bạn ăn nha. Đó, mặt.
còn ha. À, mình xin dừng clip tại đây nha các bạn. Bạn nhớ có kênh mình cho bạn xin một like và lượt đăng ký nha các bạn. Hẹn các bạn những clip tiếp theo nha. Xin chào nha.